Thời tiết có lẽ là điều ít được quan tâm ở đây, nhưng chất lượng bóng đá và màn trình diễn của các cầu thủ là điều mà nước chủ nhà và FIFA kỳ vọng. New Zealand, đất nước nổi tiếng với môn bóng bầu dục quanh năm, sẽ tổ chức World Cup nữ 2023. Điều vũ Haka của All Blacks, đội tuyển bóng bầu dục New Zealand, đã khiến họ trở nên nổi tiếng toàn cầu. Úc với truyền thống tổ chức các giải thể thao quốc tế cũng rất háo hức với sự kiện này. Trước trận khai mạc, các quán cà phê ở CBD, khu trung tâm thương mại của Auckland và các kênh truyền hình lớn đã bàn tán về trái bóng có hình tròn và những dự đoán cho giải. Mặt trời chắc chắn sẽ tỏa sáng trên sân Eden Park trong trận khai mạc hôm nay và hy vọng sẽ đem đến những bàn thắng, sự kịch tính và niềm vui cho khán giả. Trận đấu đầu tiên là giữa New Zealand và Na Uy, nhà vô địch giải World Cup nữ 1995. Dự đoán cho trận này không quá lạc quan cho New Zealand, nhưng họ rất háo hức và sẵn sàng đối đầu với đối thủ mạnh này.